Tại hội trường tỉnh ủy Bình Phước, hôm qua, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong cụm, đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023. Các báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ các phong trào thi đua, tình hình kinh tế xã hội năm 2023 của các tỉnh trong cụm đều đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP hầu hết đều tăng trưởng khá, trung bình đạt 7%. Tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 258.000 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu phục hồi và tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 67 tỷ đô la Mỹ. GRDP bình quân đầu người đều tăng so với năm 2022. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tuyên dương các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến của các tỉnh trong cụm có thành tích xuất sắc, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh.